Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam, mở đầu với Julie. Nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc nói Việt Nam giam cầm ông Châu Văn Khảm tùy tiện. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 6, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc WGAD đã đưa ra ý kiến về trường hợp của tù nhân chính trị Châu Văn Khảm đang thụ án tù tại Việt Nam, nói rằng việc giam giữ ông Khảm là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Bản ý kiến của WGAD nêu rõ rằng cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, công dân Úc gốc Việt, là không có cơ sở pháp lý, mà lẽ ra ông không phải bị kết án, và rằng việc bắt giam kết án ông đã vi phạm các chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Bản ý kiến nói rõ rằng sự liên hệ của ông Châu Văn Khảm với tổ chức Việt Tân không thể đủ cơ sở để bắt giữ ông. Ông Châu Văn Khảm bị bắt ngày 13 tháng 1 năm 2019 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Khảm sau đó bị kết án 12 năm tù giam với một tội danh khác là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, chỉ vì ông là thành viên của Việt Tân, một tổ chức bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam dán nhãn là khủng bố. Tuy nhiên, tổ chức này lại được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mô tả là nhóm hoạt động ôn hòa, vận động cải cách dân chủ. WGAD yêu cầu chính phủ Việt Nam tiến hành các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Khảm ngay lập tức và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế có liên quan, bao gồm cả những quy định được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Chính phủ Anh điều tra khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho Đại học Oxford. Bộ Giáo dục Anh Quốc đang điều tra khoản hiến tặng 155 triệu bảng Anh tương đương 186 triệu đô la của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ hãng hàng không Vietjet Air cho Đại học Oxford University để đổi tên một trường của đại học này thành Thảo College. Bản tin của BBC News vào ngày hôm qua nói là vụ này được các dân biểu tại Hạ viện Anh đưa ra và xoay quanh bản ghi nhớ của Lenacre College thuộc Oxford University với tập đoàn Sovico mà do bà Thảo sở hữu và là công ty mẹ của hãng bay Vietjet Air. Theo đó thì trường college này có kế hoạch đổi tên thành Thảo College sau khi nhận được 50 triệu bảng Anh đầu tiên trong khoản nêu trên. Việc đổi tên là nhằm vinh danh bà Thảo. Được biết ngày 31 tháng 10 năm 2021, nhân chuyến thắp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đi dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Anh Quốc, bà Thảo đã ký bản ghi nhớ với giáo sư Nick Brown, đại diện của trường Lenacre College, về vụ hiến tặng tiền và đổi tên này trước sự hiện diện của người đứng đầu chính phủ và một số bộ trưởng của Việt Nam. Phát ngôn viên của trường này cho hay ý định đổi tên trường đã được cơ quan quản trị và ủy ban của đại học này phê chuẩn, và các khoản đóng góp cũng như là tài trợ nghiên cứu cho đại học này được ghi nhận tuân theo quy trình độc lập, tuân theo hướng dẫn của chính phủ và luật pháp của Anh Quốc. Chính phủ Anh Quốc hôm thứ Hai, 12 tháng 6 đã đưa ra đề xuất là sửa đổi mới cho dự luật tự do ngôn luận để nhằm hạn chế đi ảnh hưởng của nước ngoài đối với các trường, mà theo đó, các trường đại học sẽ bị trừng phạt nếu họ cho phép các tổ chức nước ngoài tác động đến những gì mà được nói ở trong trường. Bộ Tài chính Việt Nam trình phương án miễn giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu. Bộ Tài chính Việt Nam dự định trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và cắt giảm 8% thuế nhập cảng ưu đãi với mặt hàng xăng, đồng thời đưa ra giải pháp điều hành giá liên quan đến xăng dầu để góp phần kiểm soát lạm phát. Theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng chủ yếu do ảnh hưởng từ giá xăng dầu. Giá vật liệu xây dựng tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, khiến 5 tháng đầu năm 2022, CPI vượt qua mốc 2.25%, trong khi mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là dưới 4%. Trong bối cảnh giá xăng dầu trong và ngoài nước liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu phương án về khả năng tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu để góp phần kịp thời kiềm chế lạm phát. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết hiện Bộ Tài chính đang dự kiến đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. 84.000 tỷ đồng xây 3 dự án cao tốc trọng điểm phía Nam. Sáng 16 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua các quyết định
nghị quyết chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc trọng điểm của phía Nam do đặng 1 gồm Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột và Biên Hòa, Vũng Tàu. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 thì có chiều dài khoảng 188 km, chia thành 4 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Dự án có tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 và cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn của năm 2025. Cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Và dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53 km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Dự án này được thực hiện từ năm 2022 và cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026. Dự án Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài 117 km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng. Thời gian chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2022. Cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025. Cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Cựu Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố trong vụ bán rẻ hai dự án gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng. Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành phố Sài Gòn Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố trong dự án khu dân cư Giang Sông và Phước Kiển. Đây là đề nghị mới sau khi ông Cang bị án tù do bán rẻ cổ phiếu gây thất thoát cho công quỹ. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Sài Gòn cho biết, cơ quan này vừa giao cho Viện Kiểm sát Thành phố Sài Gòn kết luận điều tra bổ sung vụ ông Tất Thành Cang cùng 9 người trong vụ sai phạm gây thất thoát, lãng phí tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Đây là kết luận điều tra lần thứ tư của vụ án và tổng số tiền thiệt hại tăng từ 248 tỷ đồng lên gần 500 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Thành phố Sài Gòn truy tố ông Tất Thành Cang và 9 người liên quan. Điều tra bổ sung được tiến hành sau khi Viện Kiểm sát Thành phố Sài Gòn không đồng tình với kết quả điều tra trước đó, chỉ xác định tổng số tiền thất thoát do vi phạm gây nên ở mức 284 tỷ đồng. Viện Kiểm sát yêu cầu định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản bị thất thoát và biện pháp thu hồi. Sau khi điều tra bổ sung, con số thất thoát được nêu ra tăng gấp đôi. Hôm 9 tháng 6, tòa phúc thẩm giảm án cho ông Tất Thành Cang từ 10 năm tù xuống còn 8 năm 6 tháng tù trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phiếu của Công ty Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim gây thất thoát cho nhà nước hơn 669 tỷ đồng. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Xin kính chào quý vị và các bạn.